Giá vốn là bao nhiêu phần trăm? Tính tổng cho anh đi, cho anh con số đi. Lương nhân viên là 4 rồi thì đã là 20 mấy rồi thì làm sao mà lợi nhuận còn lại 3 mấy được? 9 tháng đã là 3 tỷ 6 rồi mà so với số doanh thu là 17 làm sao mà 10% được em? Các con số nó đang không, bởi vì là nó có sự on off mà anh. Có phải lúc nào nó cũng cố định ở đó đấy không? Nó quan trọng chứ, đấy là mạch sống của doanh nghiệp, làm sao mà lại không quan trọng. Mình tính ra cái P&L đi. Bây giờ doanh số là 17 tỷ này. Dạ. Chi phí của mỗi những dòng gì ạ? Chi phí bọn em đang có chi phí trả lương cho khoảng 20 bạn. Là khoảng bao nhiêu hả em? 400 triệu một tháng. Không phải nha. Cái nãy là bạn nói 8 tỷ với là 7 tỷ thực ra là cái GMV chứ không phải là cái revenue. Tại vì cái trong cái đó mình phải chia lại cho giáo viên nữa. Thì em chia đi, em gọi là chi phí. Chia hết là còn là bao nhiêu? Thì em cứ tính trung bình chia là khoảng tầm 65%. 65% nên 12 tỷ chỉ còn lại 35% phần 5 tỷ thôi. Và nhưng mà nó chỉ mất trong khoảng 3 năm đầu như thế. Như vậy thì thôi trả lời ngắn gọn là 9 tháng đầu năm nay đến giờ tổng doanh thu thực tế của doanh nghiệp mình là bao nhiêu? 17 tỷ cho tổng doanh thu. Anh Hùng Anh mới nói là cái đó là GMV chứ không phải là doanh thu thực nhận. Cái đó là GMV, doanh thu xuất hóa đơn ấy. Doanh thu thực tế mà công ty có thể ghi nhận ấy là bao nhiêu? Bọn em ghi nhận doanh thu vào tài khoản như thế. Và sau đó em phải có chi phí trả cho giáo viên đúng không? Đúng rồi, giáo viên thì em gọi là chi phí doanh nghiệp. Gọi là giá vốn, gọi là trả cho giáo viên là gọi là giá vốn. Giá vốn là bao nhiêu phần trăm? Là 65%. Đối với lớp học là khoảng 65%, còn đối khóa học là 50%. Tính tổng cho anh đi. Giá thấy 60% đấy ạ. 60% cho anh con số đi, 60, 9 tỷ hả? Rồi, còn chi phí gì nữa không? Còn lại chi phí cho lương cho doanh nghiệp là bao nhiêu? Là 400 triệu một tháng thì em nhân 14 tháng. Là khoảng 5 tỷ, thế thì chưa đến, khoảng gần 4 tỷ. Dạ. Như vậy là mình cũng đã có lãi rồi hả? Vâng, nhưng mà đến tháng 9 này thôi, mới đến tháng 10 này thôi. Còn em còn 4 tháng. Có nghĩa là 9 tháng đầu năm nếu mà tính ra P&L là đã có lợi nhuận. Có lợi nhuận chứ ạ? Khoảng bao nhiêu? Bọn em lợi nhuận là 30% nhân với 17 tỷ. Em hình như là em không có rành về tài chính. Nó không có khớp với không nhau. Bởi vì là bọn em là hết 1 năm thì mới báo cáo tài chính một lần thì em đang lấy theo phần trăm để mình bà cứ bắt mình tính không à? Em phải có báo cáo tài chính hàng tháng chứ. Các con số của em nó đang không khớp nhau. Tại vì trừ chi phí này rồi trừ lương nhân viên đi 60% rồi. Thế còn lương nhân viên là 4 rồi thì đã là 20 mấy rồi thì làm sao mà lợi nhuận còn lại 3 mấy được? Chi phí lương của em là em đang tính là chi phí lương là 10% cho cái phần đó. Sao 10% được? Vừa nãy nói là 400 triệu một tháng. Nói là 400 triệu một tháng. Lương của em nó phải ra con số cố định chứ, nó trồi sụt chứ làm sao mà fix 400 triệu một tháng thì 9 tháng đã là 3 tỷ 6 rồi mà so với số doanh thu là 17 làm sao mà 10% được em? Các con số nó đang không, bởi vì là nó có sự on off mà anh. Có phải lúc nào nó cũng cố định ở đó đấy không? Em đang làm ở đây là con số mà mình đang làm đến tháng 9 rồi đó. Còn khi mà sản phẩm của mình đã ổn định thì mình có thể giảm cái team size cho phần làm về technical mà, phần kỹ thuật mà. Mình nghĩ là số liệu của bạn nó chưa chính xác. Chính vì là bởi vì em là chưa có báo cáo tài chính trong 1 năm nên em đang lấy con số theo kiểu là con số sao kê tài. Lãnh đạo doanh nghiệp thì những con số gọi là high level, những cái top line, những cái chi phí dòng quan trọng như vậy là mình phải nắm được chứ đâu cần phải đợi đến báo cáo tài chính. Cái này có thể là sau các buổi chương trình thì bọn em có thể gửi lại những cái xác nhận đó, câu chuyện đó thôi. Em nghĩ cái đấy nó không phải là con số, vì sổ sách thì nó rất là quan trọng. Nó quan trọng chứ, đấy là mạch sống của doanh nghiệp, làm sao mà lại không quan trọng. Không có ý là ý em cái đấy là nó cái việc mà để xác nhận hay việc gì nó rất đơn giản chứng minh không, cái không, gì mình đó. Không nói đến chuyện là phải xác nhận hay xác minh gì cả, mình chỉ nói đến chuyện là mình là người điều hành doanh nghiệp, mình phải nắm được những cái chỉ số quan trọng đó. Vâng. Thì mình mới có thể trao đổi một cách rõ ràng và rành mạch với những người liên quan. Mình nghĩ là EdTech là một cái industry rất là nhiều tiềm năng, có thể là hiện tại thì cũng gặp nhiều khó khăn với tình hình chung của startup và cái tình hình funding trên thế giới thì nó đều khó cả. Nhưng mà cũng có những cái case study rất là thành công trên thế giới, bạn cũng thừa biết, ví dụ ở Mỹ thì có Cost Hero hay là ở Ấn thì có Baidu, valuation lên đến 10 mấy tỷ đô. Nhưng mà không có nghĩa là người ta làm được những cái điều kỳ vĩ như vậy, và mình cũng có thể làm được một cách đơn giản theo cái cách bạn đang nghĩ. Mình nghĩ là cái tham vọng và cái góc nhìn của bạn nó đang đơn giản quá với mọi việc. Thì thôi thì câu chuyện có lẽ là cũng đến đây thôi. Và âm ạ. Chào các sát. Các sát ơi, cho em hỏi. Nếu mà trong một buổi làm việc quan trọng như ngày hôm nay, các sát nhận được một cuộc điện thoại thông báo là người thân của mình phải vào viện cấp cứu, thì các sát sẽ xử lý thế nào? Tôi có bác bệnh viện ngồi ngay đây. Chúng mình trả lời như nào? Thì vợ chương trình em phải chạy về ngay. Xin cảm ơn các sát. Tôi chính là Nguyễn Văn Phong, là CEO của Bluecare, ứng dụng đặt lịch chăm sóc y tế tại nhà. Tôi đến đây để tìm người có cùng mong muốn giúp đỡ bệnh nhân và nhân viên y tế đồng hành cùng chúng tôi với số vốn 200.000 đô.
tương ứng với 10% cổ phần của công ty. Để các sếp có thể hiểu hơn nỗi đau của bệnh nhân và người thân, tôi xin kể lại câu chuyện của chính mình. Năm 2017, tôi bị một tai biến y khoa nghiêm trọng. Trong thời gian ở viện, tôi cũng như tất cả các bệnh nhân khác trong cùng khoa luôn cần 2 đến 3 người thân túc trực bên cạnh để hỗ trợ chăm sóc. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã thành lập lên ứng dụng BlueCare để giúp bệnh nhân dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng có thể dễ dàng nhận được sự chăm sóc y tế tại nhà trực tiếp từ các nhân viên y tế. Chúng tôi đã bắt đầu có doanh thu từ ngày chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ mùng 1 tháng 4 năm 2019. Với mô hình siêu tinh gọn và hoạt động hiệu quả, chúng tôi chỉ cần 700 đô để đạt được điểm hòa vốn vào tháng 11 năm 2020. 700 ngàn đô hay 700 ngàn? 700 đô. Tức là chỉ cần thêm 700 đô nữa là sẽ đạt được điểm hòa vốn vào tháng 11. Tức là vâng, âm mất 700 đô. Vâng. Và thế mà tại sao lại tháng 11, ví dụ tháng 3 vừa rồi thì sao? Chúng tôi chưa update kịp cái số liệu. Rồi, có 700 đô không update kịp đấy. Không phải, không phải, nhưng mà tại sao anh làm kinh doanh mà số liệu tháng vừa rồi lời lãi như thế nào mà lại chưa update kịp, thế thì làm sao mà quản trị điều hành được? Phong ơi, Phong gọi bao nhiêu tỷ đấy? Em gọi 200.000 đô cho 10% cổ phần của công ty. Cũng lại triệu đô, startup triệu đô hết. Startup triệu đô mà tháng vừa rồi doanh thu lời lỗ như thế nào cũng chưa update kịp thì ngày hôm qua bao nhiêu còn phải biết. Trung bình không phải cũng hôm qua mà hôm nay ấy, từ sáng đến giờ bao nhiêu anh tu phải biết ấy. Em chọn đội ngũ y tế như thế nào để mà em nói là đem lại cái sự hạnh phúc, cái sự đảm bảo cho bệnh nhân. Để một nhân viên y tế có thể trở thành đối tác cung cấp dịch vụ trên hệ thống của bên em, họ phải lộp hồ sơ cho bên em. Hồ sơ sẽ bao gồm bằng tốt nghiệp. Cái đó tất cả chọn nhân sự ai cũng cần cái đó. Và tất cả nhân viên y tế trong hệ thống của chúng em đều phải được đào tạo tối thiểu là 3 ngày trong một tháng, đào tạo liên tục. Tức là em lấy người bình thường xong vào xong em đào tạo 3 ngày một tháng? Không, tất cả những nhân viên y tế khi tham gia vào bên em đều phải đã có chứng chỉ hành nghề, tức là họ có kinh nghiệm hoạt động ít nhất là 8 tháng ở trong các cơ sở y tế. App của em có cái gì khác biệt? Bên em là hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Thực ra cái này nó giống như là giúp việc ở tại nhà, đúng không? Gia sư tại nhà. Kiểu vậy, thế là gọi là nguyên lý của nó giống nhau, chỉ còn cái dịch vụ nó có thể khác nhau một chút. Cái này nó còn khó hơn giúp việc ở chỗ là thứ nhất, ngoài độ tin cậy về sự trung thực và không có gian dối, không có lừa đảo, không có trộm cắp, thì nó còn vấn đề là yếu tố chuyên môn. Em có cách gì để mà rating ngược không? Ví dụ như là người dùng xong người ta đánh giá, hay là report, hay là cái gì đó giống như kiểu đánh giá lái xe Grab. Trên hệ thống của bên em thì sau khi sử dụng dịch vụ, người bệnh đều có quyền đánh giá trực tiếp vào chất lượng dịch vụ của bệnh nhân đó. Qua em có bao nhiêu người dùng rồi? Hiện tại bên em có 2.200 người đã sử dụng dịch vụ trên hệ thống. Thường bệnh nhân của em đến từ đâu? Bên em ở giai đoạn này bọn em tập trung vào cái dịch vụ mẹ và bé ở khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra cái dịch vụ này nó giống như là người đến để giúp đỡ. Ông tắm nước thay tã, thay băng thay tã cho trẻ em. Chị đang muốn hỏi là cái sự khác biệt của em và cái sự đảm bảo đầu vào của em ấy, các bác sĩ giỏi chắc chắn là không tìm đến em rồi đó. Y tá giỏi cũng không bao giờ tìm đến em. Và đặc biệt liên quan đến bệnh nhân như vậy thì chị nghĩ là chị không tin được cái mà em đang có. Một câu hỏi nữa cho em. Trước khi Sắc Liên hỏi thì em xin chốt luôn. Thế là em thích rồi đúng không? Em thích rồi. Ok, nhường em. Thích rồi, em chốt luôn. Thực ra là anh thấy em lên đây làm phí thời gian của các sắc. Anh hỏi mỗi câu là tháng vừa rồi, chưa hỏi đến tuần vừa rồi và hay là ngày hôm qua đâu. Doanh thu rồi lợi nhuận bao nhiêu mà cũng không biết. Thì anh thấy là làm kinh doanh lơ ma lơ mơ như vậy thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là em làm kinh doanh cho vui, hoặc khả năng ấy là startup của em chết rồi. Chết lâm sàng. Bây giờ đang chết lâm sàng và lên đây gọi vốn để đội mồ sống dậy. Thì anh cảm giác là định lên lấy tiền của các sắc thôi, kiểu là dùng mỡ sắc để dán sắc. Tôi lên Sắc Tanh để tìm startup đầu tư để kiếm tiền chứ không phải là để bị dán. Chính vậy là tôi không đầu tư, chỉ bị điên đi với đầu tư vào startup này nên mà em không. Sắc điện, em không biết cái gì này. Sắc điện tử một lần đi. Đối với tôi á, mà liên quan đến về sức khỏe và con người thì thường tôi dùng bác sĩ quen. Tôi không có cái niềm tin, thế cho nên vì thế mà tôi không đầu tư. Rất cảm ơn các sắc đã phản hồi. Thì cứ chơi nốt hai sắc. Tôi không đầu tư. Một người mà lãnh đạo doanh nghiệp ấy thì đầu tiên ấy, đặc biệt trong giai đoạn đầu ấy, thì mấy thứ quan trọng đúng không ạ? Về sản phẩm phải hiểu rõ, về khách hàng phải hiểu rõ, và cuối cùng là cái nội tại doanh nghiệp phải hiểu rõ. Đấy, người ta hỏi là doanh số bao nhiêu thì phải trả lời ngay là doanh số em từng này, ví dụ chi phí từng này, lỗ lãi chính xác từng đồng. Vì doanh số nó quá nhỏ, vậy thì không cho phép mình lúc đấy mình chả cần đến kế toán, mình có thể nhớ được. Cũng chẳng cần đến chuyển đổi số của anh Bình, dùng bút để cộng tay cũng có thể nhớ được. Thì chính vì vậy, với cái tình trạng doanh nghiệp như vậy thì anh cũng quyết định là sẽ không đầu tư. Rồi, bây giờ nha, bạn đến đây thì là chả lẽ phải để bạn về không? Vâng.
cho bạn cái quà. Mình phải biết được cái đường đi nước bước thế nào của mình từ lúc tiền vào, tức là tiền từ cổ đông, tiền của mình hay tiền của ai đi nữa. Bạn ấy mà bạn không biết được cái đấy là bạn hỏng luôn. Xác cho quà đi. Đây cho quà là lời khuyên. Lời khuyên quan trọng hơn tiền. Và cái cách quản lý con người, cái ở đây là quản lý con người. Bạn biết không, quản lý nhân viên ngành y không phải dễ. Người ta học ở đại học không phải là 6 năm, 5 năm, 4 năm mà 9 năm. Cái trí tuệ họ khác ấy. Cho nên là quản lý rất khó đấy, không phải dễ đâu. Cái cách bạn làm chính là bác sĩ gia đình. Bệnh viện Phương Đông chúng tôi cũng muốn triển khai, nhưng mà vì những rủi ro ấy chưa triển khai nổi. Làm không cẩn thận đấy là tiền đi không bao giờ trở về đâu. Vâng. Nhà phòng nha. Còn mọi thứ thôi thì những cái gì các sắc các góp ý thì nhớ, ghi nhớ. Mình hãy đầu tư tiền để mình có cái lý thuyết đã. Mà tốt nhất là học những người đã làm. Đừng vì cái mình thích mà mình nhích một tí là mình chết. Cái quà của anh cho em ấy có hai câu. Một là làm kinh doanh phải nắm số liệu. Câu thứ hai là đi gọi vốn phải trung thực. Chúc em thành công. Thôi, nhưng mà cũng phải chốt luôn câu là tôi không đầu tư. Vâng, em xin cảm ơn các sắc.